Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Ngày nay mình sẽ bắt đầu một tựa series mới á, là con Kingdom Garden. Ok, dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là trường mẫu giáo ấy. Nay mình sẽ quay lại tuổi thơ, trở về lúc mà bắt đầu 3 tuổi và đi trường mẫu giáo. Đúng không ta? Đúng rồi, 3 tuổi, 3 tuổi là đi mẫu giáo. Nó cái phần này chỉ là cái phần tutorial nó hướng dẫn của mình thôi. Có những lựa chọn về số tiền mình mang theo cũng như những quả táo giúp mình làm lấy món đồ, lấy mấy cái món đồ mất này vậy. Con heo này là tiền tiền mang trong người, tiền để dành. Mình sẽ mang thử 1 đô thôi. Bây giờ mình đang đến trường rồi, là đây các bạn đây. Chắc đây là cô giáo, trời ơi, cô giáo vậy thì thôi chết. Hai. Ok, thằng này là Monty. Một thằng nhỏ vậy mà nó đã là kiểu như là môi giới rồi, buôn bán chợ đen rồi. Ok, thử xem nó có gì hay không nè. Đi vô vô. Thuốc lá, cigarette, thuốc lá. Một cái máy ghi âm. Cái này là cái như là cuộn băng thôi. Tại sao lại một đứa nhóc 3 tuổi nó lại có thuốc lá cho người? Hút luôn. Ok, cái này với giá 1 đô. Để mua gói thuốc lá. Mình thấy anh này bập chợ này, chắc mời ảnh điếu thuốc. Mời ảnh điếu thuốc đi để ảnh bảo kê mình. Tại mình cũng mới vô trường mà, mới vô trường nên mời ảnh. Dạ, mời anh điếu thuốc ạ. Anh ấy tặng cho mình cái tấm thẻ. Như tấm thẻ này, thẻ ban hội hay sao á. Hello. Này tên là nước ghép. Thằng này nó kêu là nó không có bạn bè gì ở trong trường này, kể giờ Bill Bill bị mất tích. Hỏi thế là Bill là ai? Nó nói Bill vẫn mất tích, tội nó ghét về cái việc mà Bill mất tích. Tại kiểu như là Bill nó là bạn duy nhất của này vậy, nhưng mà nó cũng chẳng thể giúp được thằng Bill. Giờ đã quá muộn rồi. Hỏi nó là thằng Bill đang ở đâu, nó cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nó biết ai biết. Hỏi ai vậy? Này nó cũng vừa mới quên cái chuyện mà nó vừa nói luôn chứ. Thầy hiệu trưởng kêu mình cần mình vào phòng của ông để làm gì nữa. Ông biết mình là đang nói chuyện về thằng Billy. Nó hỏi là tại sao ông biết, kiểu như là có chuyện gì đó xảy ra là thằng Billy vậy, cho nên là cái ông này cũng mới ngăn cản thôi. Mình nói là mình cũng chả buồn bởi vì Billy mất tích cả. Ông đưa cho mình một cái thuốc này, kiểu như là thuốc giảm đau vậy á. Nếu như mà nhớ về thằng Bill ấy, thì cứ lấy ra dùng. Ôi, đùa.
mới vào trường thôi mà mới vào trường đã được mời lên phòng hiệu trưởng rồi còn đưa thuốc giảm đau cái kiểu đi. Rồi mình nói là tất cả mọi thứ ổn và thầy đưa cho mình thuốc giảm đau. Cái thành phần của thuốc giảm đau hình như là nó có ấy như vậy. Tiền này thấy được không? Cái càng nữa. Để chào mấy bạn nha. Thằng này nó kêu là mình không có kiểu là hấp dẫn, cho nên là nó chỉ thích là cái là một cái vô vô thì là tuyệt thôi. Oh, nói là Billy là em của con này nè. Con này nói là my brother Billy. Nó nói là Billy vẫn mất tích. Ồ, vậy con nít 3 tuổi mà biết về bạn trai nhỉ. Giờ bây giờ chắc là mình ra ngoài đi. Rồi đi nhà vệ sinh. Rồi mình xin được tấm thẻ. Rồi. Đây. À chắc là đây là sao đỏ đi. Đưa tấm thẻ cho nó, đưa tấm thẻ cho nó thì nó mới cho mình đi vô nhà vệ sinh. Chả biết ngôi trường này có gì là trời. Ok. Cháu không thấy gì hết đâu. Không ạ, cháu không thấy gì hết. Cái okay, chỗ đó bẩn quá, chắc là kêu ông này ra lâu, sau đó là mình điều tra cái đống này. Hóa ra là ông lâu công muốn giết người à. Rồi. Ông đi lâu đi chứ. Ồ. Bây giờ là mình làm sao mà mình phải đuổi được ông này đi. À chắc là phải ra chỉ ông chỗ nào đó. Đây. Kì vậy? Mình phải kêu ổng lau được cái đống kia cơ thì mình mới coi được. Đúng rồi, đã báo cáo cho ổng rồi. Đó, một cái kẹt nữa, thấy giờ. Chả biết là thu thập mấy cái kẹt đó để làm gì. Và kệ cứ lấy. Rồi bây giờ là tới giờ ăn trưa, giờ ăn trưa rồi. Đặt cái trong này đây. Lấy một phần ăn. Trời con. Con nhỏ kia nó đi đâu kìa? Chỉ là thằng em nó mất tích. Chắc là nó cũng vừa đi điều tra về việc thằng em nó mất tích nữa chứ. Trong trường này nhiều thứ nha. Đồ ăn thì dở quá cho nên là mình chụp rồi. Đâu. Mình hỏi xem bả còn thứ khác hay không thì mình nói ấy. Yeah.
hết đồ ăn ngon rồi ra ngoài xem. Không 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 có được ra ngoài khi mà giờ ăn chưa kết thúc, khó nhỉ. Giờ mình phải làm gì trong đây đây, làm sao để hết giờ. Phải tương tác với bà này nhưng mà mình chưa thấy cái đó hay gì đâu. Bà có bán cả sô-cô-la nữa nhưng mà chả cần đâu. Đó là những cái hối lộ tiền mà mình chả có tiền. Bà này đang bị mất mắt kiến. Chắc là đi lấy mắt kiến của thằng kia. Nhưng mà làm sao mà em mình không có tiền cho nên là không có. Kiểu như là bà này đã bị mất mắt kiến nè, sau đó là ra ấy kêu ông kia, tại vì biết kiến hai bôn mình kiểu như là tới cầu mắt á. Ông ra đây ông đánh này, ông lấy cái mắt kiến cho mình nhưng mà mình không có mang nhiều tiền cho nên chịu thôi. Bây giờ làm sao mà để cho nó qua chỗ này đây, chỗ bị dướng này hoài. Đây là phải xài hết đống táo này. Thử xem nếu mà xài hết đống táo này sẽ. Đúng rồi, tiêu hết đống táo này cho nên là mình được thêm một cái tấm thẻ nữa kìa. Giờ cũng hết giờ rồi, bắt buộc là phải tiêu hết đống táo. Cái gì vậy? Monster cạc, ok lấy luôn. À hóa ra là mấy cái này gọi là monster cạc. Sao bức tượng lại có màu đỏ? Ở con này lúc nãy nó đi ra trong cái giờ ăn, không biết là có gì nói. Khó nhờ. Ok, nó cũng nói là gì là những con vịt này nó có một cái kho báu rất là đặc biệt rồi. Blue before red after turn to fort. Yep. Red blue. Hình như là mình phải gõ vô mấy con vịt này phải không?
phải bấm nữa hả? Lưu chuột lưu rồi đó qua Z rồi Zalo và lại về lại lưu đúng hả? Có cặp đôi gì vào đây chuột lưu before red là hai cái xanh, sau đó là tới cái đỏ, sau đó là trở lại con vịt đầu tiên rồi tới lưu, nghĩa là vàng chết rồi. Ok thì mình hiểu ra được cái nguyên lý rồi, để lấy tấm kẹt ở đằng sau này trước. Hai con vịt nó nói là twin mà là sinh đôi, cho nên là hai con vàng, sau đó mới tới là hai con xanh rồi sang đỏ rồi vàng rồi lại xanh đó. Đấy, xong. Ơ? Phải cái trưởng kia rủ mình nhảy xuống hố và mình nhảy thiệt à? Nguy hiểm vậy. Cái này có phải trường mẫu giáo hay không? Cho bắt buộc là mình phải tiêu hết đống táo này thì mình mới qua được. Đấy. Tiêu hết đống táo này mình mới qua được nơi khác. Và cũng hơi khó nha. Đó, lúc nãy là nó rủ mình, nó rủ mình nhảy xuống dưới hố, giờ nãy là mình bấm ok nên là mình nhảy thiệt. Ok, cái thằng này nó chỉ bán đồ không à? Ok, không đi ra được chỗ khác. Làm sao mà để tiêu hết được cái đống này đây? Đâu? Có nhìn tay nhân vật tương tác nó cũng hết lựa chọn rồi, làm sao mà để mình tiêu hết được gông táo này đây giờ à? Hỏi à, mình muốn mua một số thứ ở Monster Cat. Ôi tới 1000 mấy lần, làm sao mà đủ tiền để mua Monster Cat đây? Bán cái gì đó không bán được. Nói là giờ đã chơi thằng này còn bán một cái monster cạc nữa. Giờ làm sao mà để hết được cọng táo này đây? Nên mình không thể dùng chuột để tương tác được, dù mình cũng muốn. Mình sẽ kiếp qua khúc này cho tới khi nào mà mình tìm ra được cách để qua được cái màn này nhé.
Ok, mình không biết sao mà mình bấm nút enter nó lại lên tiền bán, kiểu như là bán quả táo rồi nó lên tiền, sau đó là mình mới kiếp qua được. Show cho mọi người thấy cuối ngày rồi, show cho mọi người thấy xem là có cái gì ở đây. Giờ về thôi, hóa ra là trường mẫu giáo này cũng nguy hiểm hết, không đùa đâu. Thì chết giờ mình lấy hơi nhiều cái motor kẹt đó. À kiểu như là mình rút tiền, mình rút tiền này, nếu như mà ở trong đây mà mình bán được mấy quả táo ấy, thì mình sẽ được thêm tiền, nghĩa là như vậy đấy. Ờ giờ hóa ra là mình cần phải tìm được nhiều những cái monster cạc này, càng nhiều càng tốt, để làm cái gì đó chả biết. Và hình như là lại thêm một ngày thứ hai nữa, như vậy kiểu như là đây là vòng lặp rồi, vòng lặp ngày thứ hai. Và video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nào hay nhớ để lại một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Và tạm biệt. Bye bye.